Đại án 2022, sai phạm dự án núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu vụ án trong chuỗi series 10 đại án 2022. Tiếp theo đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi hàng loạt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa phải hầu tòa vì sai phạm trong quy hoạch quản lý đất. Vụ án núi Chín Khúc, tỉnh Khánh Hòa. Núi Chín Khúc nằm ở phía tây thành phố Nha Trang, có độ cao hơn 500m so với mực nước biển, là dãy núi đẹp, hùng vĩ, là một biểu tượng cảnh quan của thành phố Nha Trang. Trên núi Chín Khúc có 5 dự án, lớn nhất về quy mô diện tích là dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự. Để thực hiện dự án này, chủ đầu tư đã mổ xẻ, xới tung cả ngọn núi Chín Khúc khiến nhiều người bức xúc. Theo kết luận điều tra, dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự có nguồn gốc từ khu kinh tế trang trại Đất Lành, được Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, sau đó được tách ra làm dự án sinh thái tâm linh với diện tích hơn 513 hectare do công ty Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Từ năm 2012 đến năm 2014, công ty Khánh Hòa được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, mở rộng diện tích hơn 513 hectare để trồng rừng, bảo vệ rừng, kết hợp du lịch tâm linh sinh thái. Tại thời điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định giao đất, công ty Khánh Hòa chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng diện tích dự án từ 123 hectare lên 513 hectare. Tháng 4 năm 2015, tuy chưa có giấy chứng nhận điều chỉnh, nhưng ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn ký quyết định điều chỉnh diện tích các loại đất của dự án, trong đó có 5,2 hectare đất thương mại dịch vụ. Sau đó, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 513 hectare đất cho công ty Khánh Hòa. Viện Kiểm sát xác định toàn bộ diện tích đất đã giao để thực hiện dự án sinh thái Cửu Long Sơn Tự đều thuộc khu vực đất quy hoạch trồng rừng sản xuất và đồi núi chưa sử dụng. Đối với dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung cũng do công ty Khánh Hòa làm chủ đầu tư, ban đầu là dự án trồng rừng cảnh quan môi trường, sau đó thành dự án khu biệt thự và khu du lịch sinh thái. Dự án được triển khai trên diện tích 19,6 hectare, được thống nhất khai thác quỹ đất trái phép để thực hiện phương án hoàn vốn đầu tư xây dựng của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Ngày 7 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã cho biết đã có kết luận điều tra vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại hai dự án Cửu Long Sơn Tự và biệt thự núi Vĩnh Trung thuộc núi Chín Khúc, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa để truy tố 7 bị can là các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. 7 bị can bị truy tố gồm các ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh, cùng là cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Mộng Điệp, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Võ Tân Thái, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường, Lê Văn Rẽ, cựu Giám đốc Sở Xây dựng và Trần Văn Hùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 4 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ xét xử công khai vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai khi triển khai dự án trên núi Chín Khúc. Hãy like và subscribe Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi chi tiết series 10 đại án 2022 và thêm nhiều thông tin thú vị khác. Xin chân thành cảm ơn.